Dạ, con kính lễ sư ạ. Dạ, chào các vị. Con kính lãnh lễ sư. Dạ. Kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, con kính lãnh lễ sư ạ. Dạ, xin chào các vị. Dạ, con kính lãnh lễ sư. À, thưa các vị, chúng ta bắt đầu buổi học. Chúng ta đã nghỉ hai ngày, do vậy trước khi bắt đầu ngày mới thì tôi xin nhắc lại cái bài học vừa rồi. Đó là bài học vừa rồi chúng ta học về môn và cảnh. Thì môn tức là cái cửa nhận thức. Và do vì có một vài học viên có hỏi riêng tôi, do vậy tôi nghĩ rằng có một vài người chưa có rõ ràng điều này. Cái cửa nhận thức ở đây tức là, lấy ví dụ như là có nhiều người cùng khởi cái sân tâm, nhưng một người đó thì do thấy một cái cảnh bất bình nào đó mà họ khởi cái sân tâm. Người khác thì do vì nghe cái chuyện bất bình nào đó mà họ khởi sân tâm. Rồi người khác nữa thì do ngửi một cái mùi nào đó mà họ không ưa thích cho nên họ khởi cái sân tâm. Rồi người khác nữa đó thì họ nếm cái vị nào đó mà họ không có vừa ý, họ khởi sân tâm, hay là họ cảm giác một cái cảm thọ khổ nào đó mà họ khởi cái sân tâm. Hoặc là trường hợp thứ sáu, tức là khi họ suy nghĩ một cái chuyện nào đó, ví dụ như là một cái chuyện đã qua, họ nhớ lại thì họ khởi sân tâm. Thì chúng ta thấy rằng là cùng là một cái sân tâm đó, nhưng mà có người đó thì do mắt mà họ khởi sân tâm, có người đó là do tai mà họ khởi sân tâm. Tương tự đối với các căn còn lại, thì cái sân tâm mà qua cái cửa ngõ nào thì cái đó được gọi là môn. Do mắt thấy thì gọi là nhãn môn, do tai nghe gọi là nhĩ môn, do mũi ngửi là tỷ môn, do lưỡi nếm là thiệt môn, do thân xúc chạm là thân môn, hay qua ý suy nghĩ đó là thuần túy không có qua giác quan nào hết, nó gọi là ý môn. Rồi còn đối với cái phần thứ hai nữa là vật á, là do vì khi mà một tâm sanh lên, trừ cái tâm ở cái cõi khi mà một cái tâm sanh lên á, thì nó phải có cái điều kiện để mà cái tâm đó nó nương gá. Thì trừ cái cõi vô sắc á, là không phải, cái tâm không phải nương vào cái vật chất. Thì còn lại ở chúng sanh ở cái cõi mà hữu sắc á, thì khi mà cái tâm sanh lên á, thì nó cũng phải có cái chỗ mà nó nương gá. Thì cái chỗ mà cái tâm mà nương gá đó thì được gọi là vật. Do vậy đó, khi mà nói đến cái chi pháp á, thì chúng ta thấy rằng là môn á, thì cũng có sáu, vật thì cũng có sáu. Tuy vậy á, thì về cái ý nghĩa thì nó khác nhau. Rồi cảnh á, tức là cái đối tượng nhận thức của tâm. Để đây tôi cũng xin lưu ý là cái cảnh được dùng ở trong ví dụ pháp á, thì nó không phải chỉ riêng về cái cảnh sắc, tức là cái đối tượng nhận thức của mắt, mà bất luận cái đối tượng nhận thức tức nào, do tai, do mũi, do lưỡi, do thân hay thuần túy là qua ý, thì các cái đối tượng nhận thức đó đều gọi là cảnh. Ngày hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục học cái phần yếu hẹp. Và cái phần này là cái phần này thì cũng tương đối là chúng ta dễ nhớ. Đó là chúng ta học đến phần người. Người book lab. Dạ, chúng con chưa thấy chữ bạch thượng tọa. Dạ dạ
Thầy dạ, cảm ơn thầy. Dạ các vị có thấy chưa? Dạ rồi, thưa sư. Dạ bạch sư thấy rồi chứ. Dạ. Thì cái chữ người á, các cái hạng người ở trong ví dụ pháp á, trước hết là về chữ Pali đó, dùng là chữ Bukkala chứ không phải là người là nhân loại. Người mà chúng ta gọi là loài người á, nhân loại á, thì chữ Pali là chữ Manusa. Mặc dù á, nhân loại á, chữ Manusa nó thỉnh thoảng vẫn có dùng chữ Bukkala, nhưng mà chữ Bukkala nó thì nghĩa rộng hơn là Manusa. Chữ Bukkala bao gồm cả Manusa, nhưng mà Manusa thì chỉ cho loài người, chỉ cho nhân loại thôi. Còn chữ Bukkala đó là người ở đây á, là chỉ cho tất cả các hạng chúng sinh, tất cả các hạng chúng sinh, các loài hữu tình thì đều gọi là người. Ở đây chỉ có cái ngoại lệ đó là có những chúng sinh có loại chư hạng chư thiên phạm thiên vô tưởng á, thì cũng là hạng chúng sinh, nhưng mà lại là không phải là hữu tình. Còn lại đó thì tất cả những chúng sinh hữu tình có thức tánh không tánh thì đều được gọi là người. Và người đó ở ví dụ pháp á, phân các cái hạng chúng sinh á, theo cái cấp độ nhận thức. Và do đó ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái sự phân loại đó nó khác biệt rất là nhiều so với các cái sự phân loại chúng sinh khác. Thật ra thì ở trong kinh đó, Đức Phật này ngài có nhiều cái cách phân loại chúng sinh. Chẳng hạn giống như là Đức Phật ngài phân loại chúng sinh làm bốn hạng người, như là hạng người từ sáng đi đến sáng, hạng người từ sáng đi đến tối, hay tối đi đến sáng, hay tối đi đến tối, vân vân. Đó là một cái cách phân loại. Và chúng ta cũng gặp không ít các cái phân loại về người ở trong kinh, trong luật. Yeah. Nhưng mà riêng mà cái vi diệu pháp á, thì cái hạng người ở đây đó thì được phân loại theo cái cấp độ nhận thức, chứ không có phân loại theo cõi. Thỉnh thoảng đôi khi chúng ta thấy các loại chúng sinh được kể như là chúng sinh ở cái cõi trời sắc và vô sắc thì chúng ta vẫn quen gọi là các vị phạm thiên. Rồi các chúng sinh ở trên các cái cõi trời dục giới đó, thì chúng ta gọi là chư thiên. Rồi loài người, rồi loài cầm thú vân vân, đó cũng là một cái cách phân loại. Nhưng ở đây đó thì không có phân loại theo cõi, mà lại là phân loại theo cái khả năng nhận thức. Và cái khả năng nhận thức ở đây đó thì có hai. Đó là cái khả năng nhận thức á, là do cái cảnh giới, do cái sanh chủng. Từ cái sanh chủng đó mà nó có cái giới hạn về cái khả năng nhận thức. Chẳng hạn giống như là một chúng sinh sanh vào cái loài cầm thú á, thì do cái chủng loại đó mà cái nhận thức của chúng sinh đó nó không có thể nào mà có cái trí tuệ bén nhạy giống như là chúng sinh ở cái cõi nhân loại là chư thiên vân vân. Đó là cái giới hạn do vì cái sanh dục, cái sanh chủng. Cái giới hạn nhận thức ở thứ hai đó là do cái khả năng học tập hay là nói theo trong kinh ở đây đó, thì đó là cái khả năng tu tập. Trước hết là chúng ta nói là cái khả năng học tập. Ví dụ giống như chúng ta nói rằng là một người mà có ăn học thì cái nhận thức tốt hơn phần lớn thôi chứ không phải là tất cả. Tốt hơn là một người không có ăn học. Một người có giáo dục thì cái nhận thức họ tốt hơn là một người vô giáo dục. Và đó là cái khả năng học hỏi. Rồi nói theo cái khả năng học hỏi đó nói chuyên biệt hơn, đó là trường hợp của người tu tập. Nhờ cái sự tu tập đó mà nhận thức nó có thay đổi. Ví dụ giống như là một vị không có chứng thiền đó, thì cái khả năng nhận thức thấp kém hơn là một vị chứng thiền. Rồi một người mà chứng đạo quả đó, thì cái khả năng nhận thức khác với một người phàm phu. Thì ở đây là cái hạng người ở đây đó,
được phân loại theo cái cấp độ nhận thức, và cái cấp độ nhận thức đó thì có hai, đó là do cái sanh chủng và cái thứ hai là do cái khả năng tu tập. Thì ở trong ví dụ pháp á đề cập đến tất cả là tất cả có 12 hạng người. Tất cả có 12 hạng người. Thì xin lặp lại, người ở đây là chỉ cho chúng sinh, chứ không phải là chỉ cho nhân loại, chỉ cho con người. Và trước khi mà chúng ta đề cập đến các cái hạng người này, thì chúng ta ôn lại cái 14 cái việc làm của tâm hay là 14 sự. Thì trong đó có cái việc làm đầu tiên đó là gọi là cái sự tục sinh, hay là cái tâm mà dẫn chúng sinh tái sinh vào một cái cảnh giới nào đó. Và hôm trước tôi có nói các vị đó là cứ mỗi phần mà chúng ta học đi học qua đó là chỉ là những cái phần khái quát, và những cái phần khái quát này sẽ đề cập liên quan đến các cái bài học sau. Và do vậy đó là khi có một cái phần nào mà chúng ta chưa có rõ ràng đó, thì các vị cứ yên tâm rằng là ở trong các cái bài học sau đó, nó sẽ có liên quan, và khi đó, đó thì giúp cho chúng ta hiểu rõ ràng hơn. Thì trở lại là ở trong cái 14 cái việc làm của tâm đó, thì việc làm đầu tiên đó là tâm có một cái vai trò, đó là dẫn chúng sinh tái sinh ở trong một cái cảnh giới nào đó. Và tùy theo cái hạnh nghiệp thiện hay là ác của chúng sinh mà có một cái cảnh giới tái sinh tương thích, và chúng sinh đó sẽ tái sinh làm một cái hạng người nào như là cái thiện và cái ác của mình. Và do đó nói về cái tâm tái sinh đó, thì đây là những cái tâm mà do các cái hành động thiện và ác. Hành động thiện đây tức là hành động ác, đây tức là 12 cái tâm bất thiện. Rồi cái hành động thiện đó chính là cái 8 cái tâm đại thiện này. 8 cái tâm đại thiện, mấy cái các cái tâm thiện. Và các cái tâm thiện. Và chính các cái tâm thiện này đó là nó sẽ cho cái quả. Nó sẽ cho cái quả thiện hay là bất thiện. Thì chúng ta còn nhớ là ở trong 18 cái tâm vô nhân thì có 7 cái tâm quả bất thiện và 8 tâm quả thiện. Thì 7 cái tâm quả bất thiện này là do kết quả của 12 cái tâm bất thiện. Rồi 8 tâm đại thiện thì sẽ cho ra là sẽ cho các cái tâm quả, 8 tâm quả thiện vô nhân và 8 tâm quả thiện hữu nhân. Tương tự đối với thiện sắc giới đó thì sẽ cho cái tâm quả sắc giới. Thiện vô sắc giới thì sẽ cho cái tâm quả vô sắc giới. Riêng trường hợp đối với cái tâm siêu thế thì do vì mặc dù cái tâm 20 cái tâm đạo cũng được gọi là cái tâm thiện siêu thế, nhưng mà 20 cái tâm quả này là những cái tâm mà cái quả đó không phải là cái quả tái sinh, mà cái quả đó là cái quả được giúp trừ cái phiền não. Và từ cái việc mà giúp trừ phiền não đó, cho nên vị đó sẽ giảm thiểu các cái cảnh giới tái sinh. Cụ thể là đối với cái tâm sơ đạo, từ năm tâm sơ đạo, tức là sơ đạo sơ thiền cho đến sơ đạo ngũ thiền đó, là vị đó đã đoạn trừ được các cái cảnh khổ. Rồi đối với cái tâm nhị đạo đó thì cái dòng luân hồi của các vị đó đó được rút ngắn lại, là nếu mà vị đó chưa có niết bàn đó mà có tái sanh lại cõi dục đó, thì cũng không có quá một lần. Rồi đối với trường hợp của vị thánh tam đạo, của cái tâm tam đạo cho ra cái quả là tam quả đó, thì vị này hoàn toàn không có trở lại cái cõi dục. Rồi đối với vị A-la-hán đó, là vị này chấm dứt khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Và do đó ở trong cái tâm tái tục đó, là không có kể cái tâm quả, không có kể cái tâm quả siêu thế này, vì cái tâm này nó là cái tuy rằng là vẫn là cái quả của 20 cái tâm đạo, nhưng mà cái quả này là không phải quả tái sinh. Như vậy thì chúng ta còn lại các cái tâm quả đó là
18 tâm quả vô nhân, 8 tâm quả, 8 tâm đại quả dục giới tịnh hảo, 5 tâm quả sắc giới và 2 và 4 tâm quả vô sắc giới. Tuy nhiên về cái trường hợp của cái 18 tâm vô nhân đó thì chỉ có 2 tâm, đó là 2 cái tâm quan sát thọ xả quả thiện và quả bất thiện này cộng với 8 đại quả, 8 đại quả, 8 tâm đại quả này. Dạ. Yeah. Cái dòng giữa, quý vị lấy giùm tôi là dòng giữa. Thì chỉ có những cái tâm quả, chỉ có 19 cái tâm quả này đó, tức là 2 cái tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả dục giới tịnh hảo, 5 tâm quả sắc giới và 4 tâm quả vô sắc giới, hay nói cách khác là 9 tâm quả đau đại. Thì những cái tâm quả này mới làm cái việc là đưa chúng sinh đi tục sinh ở các cái cảnh giới. Thì như chúng tôi trình bày khi nãy đó, là trong 12 hạng người theo các cách phân loại trong vi diệu pháp, thì đầu tiên đó là phân loại theo cái tâm tục sinh, là do vì cái tâm tục sinh đó là quyết định cái nhận thức của chúng sinh đó. Cụ thể như thế nào đó thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần sau. Trong 12 hạng người này đó, hạng người đầu tiên đó là hạng người khổ. Người khổ. Hạng người thứ hai đó là người lạc. Người lạc vô nhân. Tôi chưa một cái khoảng trống thì người lạc vô nhân này có hai. Trường hợp người thứ ba đó là người nhị nhân. Người thứ tư là người tam nhân. Người thứ năm là người sơ đạo. Sáu là sơ quả. Bảy là nhị đạo. Tám nhị quả. Thứ chín tam đạo, mười tam quả. Mười một tứ đạo. Mười hai, xin lỗi, 11. 11 này 12 là tứ quả. Thì trong 12 hạng người này, từ hạng người thứ 5 cho đến hạng người thứ 12 là thánh. Còn 4 hạng người đầu tiên là phàm. Vậy thì trong 12 hạng người á, chia làm hai á, là phàm và thánh. Trong phàm á, thì có 4 hạng người và thánh á, là 8 hạng người. Thì trong các phân loại này á, thì chúng ta thấy rằng là về số lượng á, thì có vẻ như là người thánh thì nhiều hơn là phàm phu. Nhưng mà học vi diệu pháp á, thì cái nhiều ít nó không phải là cái con số. Ở đây là sở dĩ mà ở đây có bốn cái người đạo á, tức là khi một cái tâm đạo khởi lên, sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo á, thì tuy rằng cái thời gian ngắn ngủi nó chỉ là một sát na tâm thôi,
Nhưng mà ở trong vi diệu pháp đó, thì Phật ẩn phân đó là một cái hạng người riêng biệt. Thì do vì giống như tôi nói đầu giờ đó, là người ở trong vi diệu pháp đó, là được kể, được phân loại theo cái khả năng, cái trình độ nhận thức khác nhau. Và do vì bốn người đạo này tuy rằng là chỉ có một sát na thôi, nhưng một sát na đó là một cái sát na thay đổi hoàn toàn của một chúng sinh. Chẳng hạn giống như là khi một cái tâm sơ đạo khởi lên thì ngay lập tức là ba cái phiền não thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ không còn. Là do đó mặc dù cái ranh giới giữa người đạo và người tam nhân chỉ là một cái sát na, nhưng là một cái sát na đại ngộ, nó khác với sát na chưa có giác ngộ. Và tương tự như vậy đối với các cái tâm đạo còn lại. Do đó là mặc dù là các bốn cái tâm đạo trong cái tiến trình giải thoát đó, trong lộ trình tâm sau này chúng ta học đó, thì ở cái lộ đắc đạo là nó chỉ lên một sát na, nhưng mà một sát na đó được vi diệu pháp chia ra là một hạng người khác nhau. Rồi khi mà cái tâm đạo vừa sanh lên rồi đó thì lập tức là cái tâm quả sanh lên. Và hễ mà người vừa cái tâm đạo vừa sanh lên đó được kể là một hạng người, và sau đó là một cái tâm quả sanh lên đó là kể một hạng người khác. Thì do đó đó, từ một vị phàm mà chuyển qua vị thánh đó, nếu mà cái tầng thánh thấp nhất đó, thì đó là giai đoạn của cả ba hạng người, tức là từ phàm phu rồi đến người sơ đạo rồi người sơ quả, mặc dù cái khoảnh khắc đó là diễn ra chỉ có ba sắc ra thôi, nhưng mà đó là trong các cách phân loại của vi diệu pháp, nó là ba hạng người. Trở lại đó là về cái tâm thái tục á, là có hai cái tâm quan sát thọ xả, còn cái tâm quan sát thọ hỷ thì không có làm việc thái tục, bởi vì ở đây là một cái tâm chỉ làm việc là do một cái quả của cái nó là cái quả của cái nghiệp lực cho chúng sinh tái sinh, chứ không phải là cái khi này cái tâm quan sát đó, cái tâm quan sát thọ hỷ đó nó không phải là cái đối tượng mà để nó thọ hỷ, cho nên được giải thích rằng là trong hai tâm quan sát quả thiện đó, thì chỉ có quan sát thọ xả làm cái việc tái tục thôi. Thì cụ thể đó, là ở đây các vị thấy chúng ta nhớ là chúng ta có cái sáu nhân. Trong ví dụ pháp đề cập đến sáu nhân, tức là nhân tham, nhân sân, nhân si, và ba nhân còn lại là vô tham, vô sân và vô si. Thì ở đây đó, hai hạng người đầu tiên là người khổ và người lạc. Và người khổ đó, thì do người đó tái tục bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Trong 12 hạng người thì chỉ có người khổ á, là kết quả của cái tâm bất thiện thôi. Người hạng người ta. Còn 11 hạng người còn lại đó là đều là cái kết quả của các cái tâm, đều là kết quả của cái tâm thiện. Do vậy mà trong 12 hạng người này á, thì chỉ có một hạng người là khổ. Và tôi lặp lại, các cái con số vi diệu pháp á, là con số đó, đó là phân loại, chứ không phải nói lên cái định lượng nhiều hay ít. Và do vậy á, trong 12 hạng người này đó, thì chúng ta chỉ thấy có một hạng. Trước hết á, là nói về phàm và thánh, thì chúng ta thấy về số lượng á, có vẻ như là thánh á, là nhiều hơn phàm. Tại vì thánh nó tới 8 hạng, gấp đôi so với phàm thì chỉ có 4 hạng. Và trong 12 hạng người đó thì người khổ, tức là người mà tái tục bằng một cái tâm quả bất thiện thì chỉ có một, mà trong khi đó là quả thiện có đến là 11 hạng người, tức là gấp 10 lần. Nhưng mà điều này không có nghĩa rằng là cái người khổ mà người lạc thì nhiều. Mà ở đây chỉ nói về cái phân loại theo cái trình độ nhận thức, cho nên mới có cái con số này. Và người khổ chính là người mà tái tục bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện.
khi mà một chúng sinh làm khởi lên một cái tâm bất thiện nào đó, tham, sân hay là si, thì nó sẽ có rất là nhiều cái quả bất thiện, từ cái nhãn thức quả bất thiện, nhị thức quả bất thiện, vân vân. Và không phải là chỉ có một cái nhãn thức quả bất thiện, mà rất là nhiều cái nhãn thức quả bất thiện, rất là nhiều cái nhị thức quả bất thiện. Tương tự như vậy thì nó cũng có cái tâm, có rất là nhiều cái tâm quan sát quả bất thiện. Và nếu cái quả, cái tâm quan sát quả bất thiện đó, do vì phần lớn chúng sinh đa phần là bất thiện nhiều hơn là thiện, do vậy đó là nó sẽ có vô số cái tâm quan sát quả bất thiện. Và nếu một chúng sinh nào mà ở trong cái đời sống bình thường mà có tạo ra rất là nhiều cái tâm quả bất thiện đó, thì sẽ có một trong những cái tâm quan sát quả bất thiện. Tức là khi mà chúng ta tạo một cái bất thiện á, thì nó tạo ra rất là nhiều cái quả, trong đó vô số cái nhãn thức quả bất thiện, vô số cái nhị thức quả bất thiện, tương tự như vậy là vô số cái quan sát họ xả quả bất thiện. Thì trong số đó nó sẽ có một cái quả mà nó mãnh liệt để nó dẫn chúng sinh đi tái sinh, trở thành người khổ. Rồi hạng người thứ hai đó là hạng người lạc vô nhân. Sở dĩ mà được gọi là lạc là bởi vì người này là do vì cái quả của cái tâm thiện. Và chúng sinh này đó là không phải là chúng sinh sanh ở trong cái cõi khổ, cho nên gọi là người lạc. Và gọi là vô nhân á, là bởi vì chúng ta thấy rằng là trong 19 tâm thái tục á, thì trong đó chỉ có hai cái tâm vô nhân thôi. Chỉ có hai cái tâm vô nhân, còn lại 8 tâm đại quả đó, thì trong đó có 4 tâm là tâm nhân, là gồm có vô tham, vô sân và vô si. Còn cái 8 tâm đại quả ly trí đó, thì có 2 nhân, tức là vô tham và vô sân. Rồi 9 tâm quả đáo đại đó là cũng có 3 nhân, là vô tham, vô sân và vô si. Do vậy đó, chỉ có hai cái tâm vô quả vô nhân làm cái việc tái sinh, là hai cái tâm quan sát đó, thì trong đó cái tâm quan sát họ xả quả bất thiện đó, thì cho tái sinh làm người khổ. Còn cái tâm quan sát họ xả quả thiện đó, thì tái sinh là người lạc. Do vậy người lạc ở đây đó là do vì không có sinh ở trong cái khổ cảnh, cho nên gọi là lạc. Và vì cái tâm này không có nhân, cho nên gọi là người lạc vô nhân. Và cái người lạc vô nhân đó, trong 11 hạng người lạc còn lại đó, là người lạc vô nhân đó là có 2 trường hợp được kể là lạc vô nhân. Thứ nhất đó, là người đó tục sinh bằng cái tâm quan sát quả thiện vô nhân. Trường hợp của người lạc thứ hai đó là, tôi ghi luôn, đây là người khổ, ghi lại người khổ là cái tâm tục sinh bằng tâm quan sát thọ xả bất thiện. Còn người lạc vô nhân á, thì cũng giống như trên, nó cũng giống như trên nha, nhưng mà là quả thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện. Và cái người vô nhân này á, có 2 trường hợp. Thứ nhất là tục sinh bằng cái tâm quan sát họ xả quả thiện. Cái thứ hai là cái trường hợp của vị trời phạm thiên vô tưởng, là do vì vị này á, là sau khi mà mệnh chung từ một cái cõi nào đó mà vị đó sanh về cái cõi trời vô tưởng đó, thì khi mà cái tâm tử của vị đó sanh lên, thì sau đó là suốt cái khoảng thời gian đó là không có tâm. Và do vì không có tâm cho nên gọi là vô nhân. Và bởi vì chúng sinh đó là không phải là chúng sinh khổ, mà chúng sinh lạc, cho nên cũng gọi là người lạc vô nhân. Nhưng mà trường hợp của vị phạm thiên vô tưởng đó thì không phải là tục sinh bằng cái tâm nào hết, bởi vì cái thời gian của vị này sanh về đó đó là không có tâm. Cho nên là ở đây kể phạm thiên vô tưởng ở đây đó là trường hợp là do vì phạm thiên vô tưởng cũng là chúng sinh,
Do đó trong các cái phân loại đó thì phải được kể vào. Tuy nhiên thì vị này không có thể kể vào trong bất cứ một cái hạng nào trong 11 hạng này ngoài cái tên gọi là người là vô nhân. Thật ra ở đây chúng ta có thể kể thêm cái hạng người thứ 13 là vị trời phạm thiên vô tưởng. Nhưng mà trong kinh đó, thì trong ví dụ pháp đó, thì vị phạm thiên vô tưởng đó, thì gọi là người lạc vô nhân theo một cái nghĩa là vì không có tâm cho nên không có nhân, và vì không phải chúng sinh thuộc về chúng sinh khổ cho nên vẫn được gọi là người lạc. Do vậy cái phân loại phạm thiên vô tưởng là người lạc vô nhân đó, thì nó cũng vẫn đúng. Cái hạng người thứ ba là hạng người nhị nhân. Hạng người nhị nhân là người tái tục bằng bốn cái tâm đại quả ly trí vô trợ hay hữu trợ gì, dạ, thọ hỷ và thọ xả, bốn cái tâm đại quả ly trí. Thì một chúng sinh lạc vô nhân á, là một chúng sinh á, so với chúng sinh người nhị nhân á, là chúng sinh lạc vô nhân á, về mọi phương diện á, là kém cỏi hơn chúng sinh tục sinh bằng cái tâm đại quả. Và chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm là cái tâm thọ xả quả thiện, mặc dù cũng là cái quả thiện nhưng mà đó là một cái quả nhỏ nhoi, chỉ đủ để giúp cho chúng sinh đó không có rơi vào khổ cảnh. Tuy nhiên thì về mọi phương diện, từ cái phương diện nhận thức cho đến tất cả những cái phương diện hưởng lạc vân vân, thì chúng sinh nó đều là hạn chế hết. Lấy ví dụ giống như là ở trong cõi người của chúng ta đó, cũng có những người sinh ra là mang thân nhân loại, mang thân người, nhưng mà những chúng sinh đó là những chúng sinh kém phúc, đặc biệt là về phương diện nhận thức. Chẳng hạn giống như là những chúng sinh bị bệnh thiểu năng, tức là sinh ra đời đó thì cái khả năng nhận thức đó, so với những người khác đó là kém cỏi hơn hẳn, thì những cái chúng sinh đó thì phần lớn là được gọi là chúng sinh lạc vô nhân. Và hạng người lạc vô nhân và hạng người nhị nhân đó, đôi khi là khó có phân biệt, là bởi vì có những chúng sinh á, là do việc khi mà họ sinh ra vì một cái ác nghiệp nào đó, chẳng hạn giống như là họ ở trong bụng mẹ họ sinh ra đó, thì họ cũng giống như là những cái chúng sinh khác, nhưng mà vì một cái ác nghiệp nào đó họ bệnh hoạn, cho nên chẳng hạn giống như là họ bị mất trí vân vân, thì cũng có thể là những chúng sinh đó vẫn tái tục bằng một trong bốn cái tâm đại quả hợp trí, chứ không hẳn là lạc vô nhân. Còn chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm lạc vô nhân á, là từ khi tục sinh á, là trí tuệ nó là đã lu mờ muội lược. Còn cái trường hợp của người nhị nhân á, là đó là một chúng sinh bình thường. Ví dụ giống như là có một người đó là họ sinh ra đời, họ sinh bằng cái tâm đại quả ly trí, tức là một cái tâm mà chỉ có hai nhân là vô tham vô sân thôi. Nhưng mà vì một cái lý do nào đó, nhưng là trải qua một cái cơn bạo bệnh, sau đó thì họ mất trí, thì trường hợp đó vẫn là chúng sinh nhị nhân. Rồi cái trường hợp thứ tư đó là chúng sinh tam nhân, tức là chúng sinh tục sinh bằng bốn cái tâm đại quả hợp trí này, và chúng sinh và chính cái tâm quả đáo đại. Thì gọi là tam nhân thì các vị thấy rằng là do vì các cái tâm này đủ ba nhân là nhân vô tham, vô sân và vô si. Thì cái vô si đó nó chính là trí tuệ. Và ở đây đó nó có một cái sự khó phân biệt giữa người nhị nhân và người tam nhân. Là cái sự phân biệt đó nó chỉ được cái phân biệt bằng cái khả năng tuệ giác của Đức Phật. Hay nói cách khác đó, tức là trong cái trí tuệ của một người tâm nhân, vì tục sinh bằng cái tâm đại quả hợp trí, mà cái tâm đại quả hợp trí này có từ cái tâm đại thiện hợp trí.
Và do đó chỉ có người tam nhân mới có khả năng đắc thiền định và đạo quả, còn người nhị nhân thì hoàn toàn không có khả năng đó. Nhưng mà ở trong những cái sinh hoạt bình thường thì ngoài Đức Phật ra thì chúng ta không có ai biết được người đó tục sinh bằng cái tâm nào, bằng nhị nhân hay là tam nhân. Bởi vì trong một số cái trường hợp bình thường thì cái trí tuệ của người nhị nhân và người tam nhân thì đôi khi thậm chí là cái người tục sinh bằng cái tâm tam nhân thì trong một số trường hợp thì cũng không có lanh lợi bằng người tam nhân. Ví dụ giống như chúng ta thấy này mà, có những đứa trẻ đó là nó chơi thì nó giỏi, nó bài bạc thì nó giỏi, nhưng mà nó học hành thì nó kém cỏi. Thì cái về cái phương diện này nó giỏi mà cái về phương diện kia thì nó kém cỏi. Đối với trường hợp của người tam nhân và người nhị nhân thì cũng vậy. Không phải trong mọi trường hợp thì người tục sinh bằng cái tam nhân thì cũng lanh lợi hơn là người nhị nhân. Nhưng mà riêng đối với trường hợp của một người thiền, một người mà có khả năng hiểu được những cái lãnh vực nhận thức cao hơn như là thiền định và đạo quả, thì cái khả năng này thì chỉ có cái chiều sâu của người tam nhân thì mới hiểu được. Còn đối với một người nhị nhân thì họ chỉ lanh lợi những cái việc ở trong cái nhận thức bình thường của họ, tức là ở trong nhận thức của cõi dục thôi. Chứ còn mà ở cái trình độ mà cao hơn á, về sắc, về siêu thế nó thì hoàn toàn là người nhị nhân nó không có thể được. Do vậy đó, có những hạng chúng sinh á, thì dù cho tu thiền có tinh tấn cả đời, đó là những chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm nhị nhân á, thì những chúng sinh này á, hoàn toàn không có thể nào mà chứng thiền định đầu bà đạo quả, kể cả là vì chúng sinh đó có được một người như là Đức Phật chăng nữa mà có hướng dẫn thì họ cũng không có thể nào. Còn đối với trường hợp của người tam nhân á, là người này chúng ta phải hiểu rằng là chỉ có thể chứng thiền định và đạo quả, chứ không phải trong trường hợp của người tam nhân nào á, là cũng chứng được thiền định và đạo quả. Nó không phải là luôn luôn như vậy. Là bởi vì sanh bằng một cái tâm tam nhân, và người đó đó là phải có được cái sự nỗ lực, có sự tinh tấn và thực hành đúng cái phương pháp thì người đó mới có thể chứng thiền. Còn riêng trường hợp đối với đạo quả đó, thì cái điều kiện mà để chứng được đạo quả đó, thì ngoài cái điều kiện phải tục sinh bằng cái tâm tam nhân ra, thì vị này còn phải có cái túc duyên ba la mật đầy đủ thì mới có thể chứng được đạo quả. Cái chứng được đạo quả nó thì còn khó khăn hơn là chứng cả thiền định. Và phần lớn thì những chúng sinh nào có khả năng chứng được đạo quả, tức là các cái tâm siêu thế này đó, thì phần lớn những chúng sinh đó đều có khả năng chứng cả thiền định. Nhưng mà những chúng sinh có thể chứng được thiền định đó, thì trong đó nó chỉ có số ít nó thì mới có thể được đạo quả thôi, chứ không phải là chứng thiền định đó, thì luôn luôn là đạo quả. Nhưng mà một trong những cái điều kiện mà để chứng được thiền định và đạo quả đó thì bắt buộc là phải tục sinh bằng cái tâm tam nhân. Như vậy chúng ta có thể thắc mắc rằng là vậy thì đối với một người nhị nhân á, thì vị đó có nên tu thiền hay không, là bởi vì vị này hoàn toàn không có khả năng chứng thiền định và đạo quả. Thì trước hết á, là chúng ta không có ai biết được mình tục sinh bằng cái tâm hợp trí hay là cái tâm ly trí. Đó là lý do đầu tiên. Cái lý do thứ hai là dù cho đối với một người tục sinh bằng cái tâm nhị nhân không thể chứng thiền định và đạo quả thì vẫn nên tu thiền, là bởi vì trong cái khoảng thời gian mà vị đó tu thiền đó thì vị đó dùng rất là nhiều cái tâm đại thiện, và trong đó không ít cái tâm đại thiện hợp trí. Và nhờ những cái tâm đại thiện hợp trí đó sẽ là cái nhân cần thiết để trong các cái đời sống sau đó vị đó được tái sinh với một cái tâm quả hợp trí. Và nhờ cái duyên lành mà tu tập ở trong cái đời, trong những kiếp mà sanh làm cái chúng sinh nhị nhân đó, thì đó là cái điều kiện, cái phước duyên để sau này vị đó chứng thiền định ở trong tương lai. Vậy vì hai cái lý do này mà cho nên bất cứ một người nhị nhân hay là tam nhân thì chúng ta đều cần thiết bị để tu thiền định hết. Chứ có những người nghĩ rằng là
khi mà mình tu thiền định nó không có kết quả nó thì chúng ta không có tu được, thì cái việc đó là không đúng. Là bởi vì trong cái thời gian mà vị đó chỉ khởi lên một cái tâm mong muốn là làm sao các cái phiền não của ta thuyên giảm, thì chỉ chừng đó cũng là một cái thiện tâm, và đã là có cái tâm thiện thì tất nhiên nó sẽ có cái quả thiện. Và cái tám trường hợp, tám người còn lại đó thì chúng ta dễ nhớ, tức là bốn đạo và bốn quả. Bốn người đạo và bốn người quả, thành ra tất cả ví dụ pháp đề cập đến là 12 hạng người. Thì trở lại là trong bốn hạng phàm phu á, người khổ, người lạc vô nhân, người nhị nhân và người tam nhân á, thì những chúng sinh này á, được phân loại bằng cái tâm tục sinh. Người nhị nhân á, thì tục sinh bằng cái tâm hai, cái tâm là bốn đại quả ly tí. Bốn đại quả ly tí. Còn người tâm nhân á, thì bốn đại quả hợp trí. Bốn đại quả hợp trí và chín quả đáo đại. Thì trong 12 hạng người này, bốn hạng người đầu là người phàm, và bốn hạng người đầu này đó thì được phân loại bằng cái tâm tục sinh. Và chính vì cái tâm tục sinh này á, nó sẽ đóng một cái vai trò quyết định về cái vấn đề nhận thức của chúng sinh đó. Là trước hết đó là chúng sinh mà tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả và bất thiện á, là chúng sinh này á, thì sanh ở trong cái khổ cảnh. Và khi mà sanh ở trong cái khổ cảnh rồi đó, thì chúng sinh đó nó do vì bị cái tâm tục sinh nó ngăn ngại cái trí, thì kể cả đó là một vị chúng sinh vốn trước kia đã tu nhiều đời kiếp, như là trường hợp của một vị Bồ Tát, nếu cái kiếp nào mà ngài bị đọa đó, thì do cái quả của cái tâm tục sinh này mà trong suốt khoảng thời gian cái kiếp đó thì vị đó nó cũng là chúng sinh mà thiếu trí. Chẳng hạn giống như là một vị Bồ Tát mà ngày sanh vào loài cầm thú, thì dù cho có phước báo như thế nào chăng nữa, thì do vì cái mãnh lực của cái ác nghiệp tạo ra cái tâm tục sinh quan sát họ xả quả bất thiện đó, chính cái cảnh giới này á, nó sẽ ngăn ngại cái trí tuệ. Và do đó là các cái thiện nghiệp ở trong đời quá khứ trước kia thì nó cũng không có đủ để cho vị này có đủ được cái trí tuệ. Do đó hoàn toàn đối với những chúng sinh như là loài cầm thú vân vân thì hoàn toàn không có khả năng để chứng thiền định và đạo quả, kể cả đó là những vị Bồ Tát. Thì tương tự chúng ta thấy rằng là đối với người lạc, người nhị nhân cũng vậy. Và người tam nhân thì những người này á, là do vì kết quả của thiện hay là bất thiện ở trong đời quá khứ. Còn 5, còn 10, còn 8 cái hạng thánh quả đó thì do cái khả năng tu tập của người tam nhân. Như vậy thì từ một chúng sinh sinh ra người tam nhân á, thì nó có rất là nhiều trường hợp, và những trường hợp đó thì chúng ta sẽ học ở trong cái phần thứ hai, đó là phần cõi. Trước hết á, cái chữ cõi ở đây á, chúng ta chỉ nên hiểu rằng đó là một cái cảnh giới, chứ không phải là một cái không gian riêng biệt. Ví dụ giống như là loài người và loài cầm thú á, thì nói về không gian sống á, thì chúng ta sống chung. Chẳng hạn giống như là trong nhà đó, thì chúng ta có thú nuôi trong nhà, rồi có
các cái sinh vật cộng sinh với mình, giống như là kiến bọ vân vân, sống cùng cái không gian. Tuy vậy phân theo thành cõi đó thì người chúng ta thì được kể cõi khác, mà cái loài thú nuôi ở trong gia đình đó là được kể cái cõi khác, mặc dù là trong cùng cái không gian sống. Là bởi vì ở đây là chỉ cho cái cảnh giới, nó cái cảnh giới ở đây tức là cái suy nghĩ của chúng ta nó khác với loài thú, cái sở thích của chúng ta nó khác về cái loài thú, cái phước báo nó khác về các cái loài thú, cho nên là được phân biệt phân định nó thành ra cái cõi riêng. Chứ còn nếu mà nói về cái không gian sống á, thì trong cùng một cái không gian đó thì vẫn có rất là nhiều cõi. Do vậy khi mà chúng ta nói cõi á, là ở đây chúng ta cũng phải lưu ý, giống như là trường hợp của phân định cái cấp mà chúng ta gọi là người, cõi ở đây tức là chỉ cho cái cảnh giới, nhận thức và thọ hưởng của chúng sinh đó. Chứ cõi ở đây chúng ta không có mường tượng giống như là một cái không gian cao thấp khác nhau, giống như là người ta thường thường người ta liên tưởng rằng là cái cõi trời đó là cái thấp dưới đất đó là cái địa ngục, người ta giữa là loài người, ở trên nó là cái từng cái cõi trời cao thấp khác nhau như vậy. Cái mỗi cái cõi như vậy thì nó có một cái không gian riêng biệt. Thì thật ra cõi ở đây đó nó có những trường hợp đó, nó là một cái không gian riêng biệt, và có những cái trường hợp đó, nó cùng cái không gian với nhau. Giống như chúng tôi cũng vừa nói các vị đó là loài bàn sinh, loài cầm thú đó là giữa cái loài bàn sinh đó thì và loài người đó chúng ta sống cùng cái không gian, nhưng mà phân làm cõi đó, thì đã khác nhau. Đó là cái chữ cõi ở trong quy diệu pháp. Thì các vị có nhớ rằng là ở trong quy diệu pháp chúng ta có cái phân loại tâm theo bốn cái địa vức, tức là gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và cái địa vức thứ tư gọi là siêu thế, đó là nằm ngoài cái thoát ly cái tam giới này. Mặc dù là các vị thánh hữu học á, là các ngài vẫn còn luân hồi, nhưng mà cái luân hồi của ngài đó là cái quá trình nó rút ngắn cái luân hồi, nó chỉ còn dư sót, chứ không phải là các ngài đầu tư để kéo dài cái luân hồi đó. Do đó là 40 tâm siêu thế này á, thì nằm ngoài được kể là siêu thế, tức là những cái tâm để thoát ly ba cõi. Như vậy thì cái cách mà phân loại tâm theo bốn cái địa vức đó chính là cái cách phân loại để cũng là để diễn đạt cái cõi ở trong vi diệu pháp. Cõi ở đây á thì nó có nhiều cái cách phân loại. Đầu tiên á, là chúng ta phân loại thành ba. Cõi chia làm ba. Chúng ta chia làm hai trước. Cõi có hai. Có hai, tức là khổ và vui. Khổ và vui. Rồi chúng ta phân loại thành ba. Lấy số 1 với 2. Phân theo ba thì gồm có là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Ba cái này thì chúng ta thường gọi chung là tam giới. Rồi cõi còn được cái phân loại thứ ba. Phân loại thứ ba đó là chia ra chi tiết ở trong cái tam giới này là phân theo 31.
Phân theo 31. Phân theo 31 á thì trong đó nó thì dục giới đó. Dục giới nó thì được chia ra 11 quả dục. Sắc giới á, sắc giới là 16. Giới 16 và vô sắc là 4. Thì cái trong 31 cõi này á, nếu mà phân theo thành ba trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì phân theo 31 cõi đó, thì dục giới đó thì gồm có 11 cõi, sắc giới là 16 cõi và vô sắc giới đó là 4 cõi. Còn phân ra làm hai á, thì có khổ, thì có hai là cõi khổ và cõi vui. Thì nếu 31 cõi mà được chia theo khổ vui á, thì trong đó đó thì trong đó đó thì 31 cõi thì trong đó có 4 cõi khổ, còn lại đó là tất cả các cõi còn lại là cõi vui. Như vậy thì trong 31 cõi mà chia theo hai á, thì trong đó là có 4 cái cõi khổ và 27 cõi vui. Bây giờ chúng ta sẽ học thêm, sẽ học theo là chúng ta sẽ học theo phân loại theo theo tam giới, tức là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì ở đây chúng ta học về dục giới trước. Thì nói theo tâm á, thì chúng ta có 54 tâm này, gọi là cái 54 cái tâm dục giới. Là 54 cái tâm này á, là phần lớn về chúng sinh ở cái cõi dục giới á, là dùng là chỉ dùng 54 tâm này là 54 cái tâm phổ biến nhất ở trong cái cõi dục giới. Và thứ hai, cái đối tượng cảnh của cái tâm dục giới này phần lớn chứ không phải tất cả nha, phần lớn là những cái tâm này á, là biết cái cảnh, chỉ cái cảnh ngũ dục thôi, chắc sắc thân khí vị xúc pháp của dục. Ví dụ như là cái cảnh sắc á, là đẹp hay là xấu, cái cảnh thân là cái tiếng hay hay dở, vân vân. Còn ở trong cái trình độ nhận thức cao hơn, như là nhận thức về cái thiền định và đạo quả đó, thì những cái tâm này đó thì chỉ ngoài những cái tâm đại thiện hợp trí ra thôi, còn các cái tâm còn lại đó thì ít có cái, không có cái khả năng nhận thức điều đó. Ở đây chúng ta chỉ có lưu ý một điều. Tuy rằng là phân theo tam giới thì gồm có dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Và tâm thì chúng ta cũng có là cái tâm dục giới, tâm sắc giới và cái tâm vô sắc giới. Nhưng mà hoàn toàn không có nghĩa là chúng sinh ở cái cõi dục giới thì chỉ dùng mà dục giới. Chúng sinh sắc giới nó chỉ có cái tâm sắc giới, và chúng sinh vô sắc giới đó là chỉ có cái tâm vô sắc giới. Nó hoàn toàn nó không phải như vậy. Mà ở trong cái cõi dục giới đó thì cũng có thể có tâm sắc giới và vô sắc giới. Và ngược lại, ở trong cái cõi sắc giới đó, hay là vô sắc giới đó, thì vẫn có cái tâm dục giới, hay là có cái tâm của cái giới còn lại. Thì trước hết á, là cái cõi dục giới á, là về phương diện tái tục.
là về phương diện tái tục thì chúng ta còn nhớ là tất cả là 19 tâm làm việc tái tục, trong đó có hai cái tâm quan sát thọ xả, 8 tâm đại quả và 8 tâm đại quả và 9 cái tâm quả đau đại. Thì cái cõi dục giới á, là một cái cõi mà chúng sinh chỉ có thể tái tục bằng những cái tâm của dục giới này thôi. Đó tức là một trong 10 tâm này. Chứ chúng sinh ở cái cõi dục giới nó không có thể nào mà tái tục bằng các tâm quả đáo đại này hết. Mà chúng sinh ở cái cõi dục giới đó thì chỉ có thể tái tục trong một trong 10 cái tâm dục giới. Như vậy thì trong 31 cõi được nói được chia thành 3 đó, thì trong đó là cái cõi dục giới là cái cõi mà chúng sinh chỉ có thể tái tục bằng cái tâm dục giới. Tương tự như vậy đó, là cái cõi sắc giới là cái cõi mà chúng sinh chỉ có thể tái tục bằng những cái tâm quả, một trong những cái tâm quả sắc giới. Và đối với vô sắc cũng vậy. Thì ở đây á, khi mà nói đến cái cõi dục sắc hay là vô sắc thì chúng ta việc đầu tiên phải nhớ rằng là chúng sinh ở đó là tái tục bằng những cái tâm quả đó, chứ không phải là chúng sinh ở cõi dục là chỉ có những cái tâm dục giới thôi. Bởi vì lấy ví dụ giống như là một người mà họ tu thiền định thì họ chứng được cái các cái tầng thiền như là sắc và vô sắc, thì họ hoàn toàn họ vẫn có thể có được những cái tâm thiện sắc giới và cái tâm thiện vô sắc giới. Như vậy thì chúng sinh ở cái cõi dục giới nó vẫn có thể có được những cái tâm sắc giới. Tương tự đối với các vị trời phạm thiên, do vì các vị này vẫn còn phàm phu cho nên các vị này nó vẫn có thể có những cái tâm bất thiện, cụ thể là 8 tâm tham và 2 tâm si, chỉ có là các vị này không có tâm sân thôi, chứ còn các cái tâm mà cái tâm bất thiện khác thì vẫn có. Cái tâm quả vô nhân thì cũng vậy, các vị đó cũng có một số. Như vậy thì ở đây đó, phân chia ra dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó, thì chúng ta phải nhớ rằng đó là cái tâm tái tục. Vậy thì khi mà chúng ta nói đến một vị trời phạm thiên, giống như là một vị trời phạm thiên vô sắc, thì chúng ta biết rằng là vị đó chỉ có thể tái tục bằng một trong 4 cái tâm quả vô sắc này thôi. Hay là một vị trời phạm thiên sắc giới thì vị đó chỉ có thể tái tục bằng các cái tâm quả sắc giới, chứ không có thể nào tái tục bằng cái tâm quả dục giới. Vậy thì các vị có ghi bài thì các vị ghi, tức là cõi dục giới là cái cõi mà chúng sinh nó tái tục bằng các cái tâm quả dục giới. Mà tâm quả dục giới đây phải ghi rõ đó là hai cái tâm quan sát thọ xả và 8 tâm quả, 8 tâm đại quả, hay gọi là cái 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Thì ở trong cái cõi dục giới này á, thì chúng ta có chia ra là 11 cõi. Và chúng ta ghi có là 11 cái cõi dục giới. Thì trong 11 cái cõi dục giới này á, thì gồm có 4 cõi khổ. Dạ. Cõi khổ thì có 4. Cõi vui đó thì có 7, là 11 cõi giới. Trong cái cõi khổ này đó, thì gồm có là địa ngục, địa ngục, ngạ quỷ, bàn sinh và Atula.
Chúng ta học về bốn cái nỗi khổ trước. Trước hết là chúng sinh là cái cõi địa ngục. Còn bảy cõi vui thì chúng ta học sao? Hôm nay chúng ta học về bốn cõi khổ. Chúng ta học về cái địa ngục, bốn cõi khổ. Học riêng bốn cõi khổ trước nè. Bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ thì địa ngục. Cái chữ địa ngục này đấy, đây là cái cách dịch hình ảnh bởi người ta liên tưởng rằng là cái cõi này nó ở trong cái lòng đất. Do vậy chúng ta có cái người Trung Hoa họ dịch là cái địa ngục. Còn ở trong kinh á, đề cập đến á, là cái cõi địa ngục á, là có hai nơi. Thứ nhất là ở trong lòng đất, và thứ hai đó là ở một cái nơi nào đó ở trong cái không gian này, ở trong cái vũ trụ này. Thì ở đây thật ra thì tôi chỉ nói theo kinh điển thôi. Còn các vị cái này nó bởi vì mình cũng không có gì để mình chứng minh được. Dạ, tôi chỉ giải thích trong kinh điển thôi. Thì trong kinh điển giải thích như thế này là ở trong cái quả địa cầu của chúng ta, ví dụ giống như một cái quả địa cầu hình tròn như thế này, ở ngoài đây nó là cái lớp vỏ trái đất, vẽ một vòng thôi. Ở ngoài nó là cái lớp vỏ trái đất, và ở giữa trái đất á, là nó có một phần chúng ta gọi là giống như là khoa học bây giờ họ cũng gọi là cái lõi trái đất. Yeah. Phần nó là cái lõi trái đất ở giữa. Chúng ta tạm ví dụ nó giống như là cái trái lê kim ma hay là cái trái gì mà nó tự nhiên nó mất lõi cả mình. Nó giống như là cái trái lê kim ma vậy đó, là ở ngoài cái vỏ, rồi ở giữa thì nó có cái hộp, và cái hộp ở giữa là cái phần mà đó các vị sao không hiểu làm sao từ vẽ nó cứ mất. Dạ. Dạ, lớp vỏ. Thì giữa cái vỏ trái đất và cái lõi trái đất đó là cái nơi mà một số chúng sinh do vì cái ác nghiệp ở trong đời quá khứ là phải sanh vào trong đó. Chúng ta tạm hiểu rằng là mỗi cái sanh loài như vậy đó, nó có cái môi trường sống. Ví dụ giống như là một số loài đó thì sống ở trên cạn, rồi một số loài đó thì có thể sống dưới nước. Và chúng ta lấy cái sinh lý của một chúng sinh mà sống ở trên cạn đó, ở trên bờ đó, thì chúng ta không có thể nào mà chúng sinh đó là có thể sống dưới nước được. Loài chim thì không có thể nào mà sống dưới nước, và loài cá đó thì cũng không có thể nào sống ở trên bờ. Tại tùy theo cái nghiệp lực của chúng sinh nào thì nó tạo cái thân sinh lý là tương thích với cái môi trường sống đó. Thì có những chúng sinh là những cái loài thú là nó phải ở cái khí hậu tương đối là nóng nó mới sống được. Có những loài đó là phải ở cái khí hậu lạnh đó, nó mới có thể sống được. Và có những loài đó thì phải ở cái khí hậu tương đối là ôn hòa, tức là nó không nóng, mà không quá nóng thì không có quá lạnh thì mới có thể ở được. Thì chúng sinh ở địa ngục là do vì cái ác nghiệp của họ mà họ phải sống ở trong một cái môi trường, cái điều kiện khắc nghiệt. Thì trong kinh nói rằng là giữa cái lòng đất là cái môi trường vô cùng là khắc nghiệt,
Và ngày xưa đó thì không có cái đơn vị đo lường cái nhiệt độ giống như chúng ta, cho nên chúng ta không có nói biết được rằng là bao nhiêu ngàn độ vân vân. Chỉ có thể thông tin chỉ nói rằng là cái lửa địa ngục là một cái lửa mà nó nóng, cái cõi nhân loại chúng ta nó là không có một cái chất nóng nào mà giống như là ở trong cái địa ngục hết. Và ở những cái chúng sinh ở trong cái cõi này đó thì hoàn toàn không có một cái giây phút nào đó gọi được an lạc hết. Và có những cái chúng sinh ở cái cõi địa ngục á, là do vì cái ác nghiệp mà dù ở trong một cái môi trường khắc nghiệt như vậy đó, nhưng mà chúng sinh đó là không có chết. Sau này chúng ta học về phần nghiệp thì có học đến cái phần trì nghiệp, tức là cái loại nghiệp thiện hay là bất thiện mà nó nuôi dưỡng cái tuổi thọ, cái đời sống của chúng sinh. Thì đối với những cái chúng sinh ở cái cõi vôi đó thì do cái thiện nghiệp mà cái tuổi thọ đó của chúng sinh nó được kéo dài. Giống như là loài người của chúng ta là người nào ở trong đời quá khứ đó, từng giữ giới sát sanh thì sanh ra trong đời hiện tại đó, thì chúng ta được cái quả là chúng ta sống trường thọ. Còn đối với chúng sinh ở cái cõi địa ngục đó, thì cái tuổi thọ họ được kéo dài đó là do vì cái ác nghiệp để họ phải chịu đựng cái cổ trong địa ngục. À, cái hình ảnh của con người mình đó, nó cũng là một cái phản ánh phần nào. Chúng ta thấy rằng là có những người đó thì họ mang những cái bệnh rất là khổ, nhưng mà họ sống kéo dài cái tuổi thọ với một cái bệnh đó. Tuy vậy đó thì họ mặc dù cái thân thể bệnh hoạn, nhưng mà cái tuổi thọ họ vẫn có thể kéo dài hơn một số chúng sinh sống cái hạnh phúc. Thì những cái chúng sinh ở trong cái cõi địa ngục này đó là những cái chúng sinh mà do vì những cái ác nghiệp của họ, cho nên là những cái cõi này á, là hoàn toàn không có một cái giây phút nào mà họ cảm thấy họ được an lạc hết. Và trong những cái trường hợp mà họ phải mệnh chung á, thì họ lập tức họ sanh lại tiếp tục ở cái cõi đó, rồi họ chết, họ tiếp tục họ sanh cái sanh ở chỗ đó cho đến khi nào cái nghiệp họ bay bớt thôi. Thì ở đây đó, khi mà chúng ta nói về phân loại về cái cõi, như chúng tôi thưa các vị đó, là ở đây là chúng ta nói về cái cảnh giới tái sinh, chứ không phải là cái không gian. Do vậy đó, là nói về cái địa ngục đó, là nó không phải là chỉ có một cái không gian là ở trong lòng đất, mà nó ngoài ra thì cái cõi địa ngục này nó còn có những cái nơi khác ở ngoài các cái địa cầu. Đó là những cái nơi vô cùng khắc nghiệt. Thật sự ngày hôm nay bằng cái điều kiện khoa học á, thì chúng ta cũng biết rằng là có những cái hành tinh nó rất là nóng, và nó nóng đến mức độ mà kim loại nó là nóng chảy. Và chúng ta cứ nghĩ rằng là những cái hành tinh đó nó không có cái sự sống, nhưng mà theo trong kinh điển đó, thì có một số cái sinh loại vì cái ác nghiệp của họ mà họ phải sống ở trong một cái môi trường cái môi trường khắc nghiệt như vậy. Do vì đây là cái loài mà chúng ta chỉ có thể học biết qua kinh điển, chứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta mình quan sát được. Thì tạm thời chúng ta có thể quan sát về cái loài cầm thú. Thì trong cái loài cầm thú đó có những cái sinh loài nó sống những cái nơi rất là bẩn thỉu mà vậy mà nó sống được. Chứ nếu mà chúng ta thấy là những cái giống như là con dồi hay là một số cái sinh loài sống ở những cái trong cái xác chết vân vân, thấy chúng ta thấy rằng là nó sống ở trong một cái môi trường dơ bẩn như vậy, tuy nhiên nếu một người nào đó đem nó ra khỏi cái môi trường đó thì nó sống không được, mà nó chỉ sống ở trong đó thôi. Ví dụ giống như là con trùng phận thì nó chỉ sống ở trong xung quanh, nó là đống phân thôi, chứ nó không có thể nào sống ở trong cái môi trường khác, bởi vì cái sinh lý của nó là do cái quả của cái ác nghiệp ở trong đời quá khứ, nó chỉ có cấu tạo nó thích hợp ở trong cái điều kiện đó, còn cái điều kiện khác ra thì nó cũng không sống được. Chứ chúng ta không có thể nào mà chúng ta khởi đại bi tâm, chúng ta cứu con cá ra khỏi cái mặt nước, chúng ta đem trên cho nó lên giường nó ngủ chung với mình, nó sống cũng không được. Bởi vì cái phước của nó không có
cái ác nghiệp của nó không có thể sống ở trong cái môi trường mà cái môi trường đó chỉ có thể dành cho những chúng sinh khác nhất có phước hơn nó. Nó chỉ ở trong mở trong cái môi trường, dù cho là cái môi trường đó nó sinh ra, cái môi trường đó mà ở trong cái quan sát của chúng ta đó là môi trường khổ như thế nào đi nữa thì nó chỉ có thể sống ở trong đó. Thì tương tự như vậy đối với chúng sinh ở trong cái cõi địa ngục á, mặc dù đó là một cái cõi khổ nhưng mà cái thân sinh lý của nó đó là nó phù hợp với cái điều kiện đó. Nó cũng giống như là một số cái sinh loài, một số cái động vật đó, nó sống ở trên cái vùng Bắc Cực với một cái khí hậu khắc nghiệt như vậy, nhưng mà nếu mà chúng ta đem nó ra khỏi cái môi trường đó thì nó không có sống được. Thì những chúng sinh này nó có khổ, thứ nhất là về cái phương diện á, về cái thân của nó đó, là nó cái cảm thọ về thân á, là do vì ở trong một cái môi trường mà cái môi trường đó là quả của cái ác nghiệp, cho nên về cái cảm thọ khổ á, thì những chúng sinh này á, cái khổ của họ nó không có gián đoạn. Cái thứ hai là những chúng sinh này á, là được tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, là cái tâm này. Và ở trong địa ngục này á, trong 12 hạng người này á, thì chỉ có hạng người gọi là người khổ, thì những chúng sinh này á, là mới có mặt ở trong cái cõi địa ngục này thôi. Thì như tôi nói các vị đó, là cái cõi địa ngục là nói về cái cảnh giới chứ không phải là cái không gian, cho nên chúng ta không ngạc nhiên, chúng ta thấy rằng là cái trong kinh nó phân loại rất là nhiều cái loại địa ngục, tới hàng trăm hàng ngàn vô số cái địa ngục không có thể kể được, chỉ có kể những cái loại địa ngục mà có cái liên quan, chẳng hạn giống như là một chúng sinh nào đó tạo các ác nghiệp, như là trường hợp của Đề Bà Đạt Đa hay của Thâm Niên Nam Đá hay của vua A Xà Thế vân vân, thì do vì các vị đó tái sanh ở trong cái địa ngục nào thì có liên quan, thì Đức Phật mình nhắc tên cái địa ngục đó, chứ thật ra nó thì địa ngục có rất là nhiều cái loại địa ngục, chẳng hạn giống như là chúng ta có gọi một cái địa ngục gọi là cái A Quỳ Chí hay là A Tỳ, A Tỳ địa ngục. Thì địa ngục hay là vô gián cũng là cái tên này, hay là vô gián địa ngục. Thì cái tên địa ngục này nó bởi vì thứ nhất là cái địa ngục này một trong những cái 8 cái đại địa ngục. Cái thứ hai nữa nó là có những chúng sinh ở trong thời Đức Phật đó, họ sanh vào trong cái địa ngục này, cho nên là trong kinh đề cập, và ngoài ra thì Đức Phật này cũng nói rất là nhiều cái khổ cảnh ở trong chúng sinh địa ngục. Và chúng sinh địa ngục nó do vì địa ngục nó có nhiều cái cảnh giới khác nhau như vậy đó, nó có cái cảnh giới nặng, có cảnh giới nhẹ, cho nên có những chúng sinh nó sau khi mà chết đi ở cái địa ngục đó, họ tiếp tục họ sanh lại cái địa ngục đó. Trường hợp thứ hai là khi mà cái ác nghiệp của họ thuyên giảm đó, thì từ cái địa ngục này họ đi sang cái địa ngục khác, và từ địa ngục khác họ đi sang cái địa ngục khác nữa, với tùy theo cái ác nghiệp của họ. Giống như là trường hợp của những người phạm tội thì từ cái trại giam này họ được chuyển đi đến một cái trại giam khác, rồi từ cái trại giam khác đi đến cái trại giam khác nữa, và nó tùy theo cái tội trạng mà có thể là từ một người bị giam ở trong cái phòng biệt giam, rồi họ được đi ra ngoài sống chung với những bạn tù, rồi từ những cái sống chung cái bạn tù là họ được lao động ở bên ngoài, nó càng lúc nó càng nhẹ dần như vậy. Và chúng sinh ở trong cái cõi này đó thì hoàn toàn không có thể nào mà chúng ta làm phước hồi hướng cho họ được, là bởi vì khi mà họ sanh ở trong cái cảnh giới này họ có quá khổ, và họ cũng không có thể nào họ biết được rằng ai đó có thể hồi hướng phước lành cho họ, và họ không có cái khả năng đó. Và chính vì không có khả năng đó cho nên họ cũng không có thể nào tùy hỷ cái công đức của chúng sinh khác, và cái đó là cái điều kiện tiên quyết để họ nhận được cái phước báo. Và cái vấn đề hơn nữa đó là do vì họ mang một cái thân thể quá đau đớn, cho nên họ không có dễ dàng nào họ khởi được cái thiện tâm. Giống như chúng ta đang khi mà cái thân thể mình bệnh hoạn ương yếu thì không có dễ dàng mình khởi được cái tâm thiện. Khi mà mình niệm tưởng ơn Đức Phật, nhưng mà khi mà cái thân của mình nó quá đau đớn thì cũng khó có thể khởi cái thiện tâm.
thì cái thân của con người của chúng ta nó chỉ khi mà bệnh hoạn so với cái khổ của chúng sinh địa ngục mới là chúng ta nhẹ nhàng hơn rất rất là nhiều lần. Tuy vậy mà để có được cái thiện tâm những khi mà cái thân thể chúng ta đau đớn nó còn khó khăn hơn nữa là chúng sinh ở trong địa ngục, thì đại khái là chúng ta học về cái khổ trong địa ngục thì chúng ta biết đại khái hai vấn đề. Thứ nhất là chúng sinh ở trong địa ngục trong 12 hạng người là chỉ có hạng người khổ, tức là hạng người tục sinh bằng cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện. Và cái thứ hai nó là trong bốn cõi khổ là cái địa ngục được xem như là cái cõi khổ nhất, và chúng cái khổ ở trong cái cõi này đó là không có gián đoạn. Rồi cái cõi thứ hai gọi là cái cõi ngạ quỷ, bốn cõi khổ. Tôi viết lại cho nó rõ ràng nha. Cõi thứ hai là ngạ quỷ. Tiếng ngạ có nghĩa là đói. Ngạ quỷ là quỷ đói. Nhưng mà đây là cái cách mà diễn dịch thôi, chứ không phải sắc cái chữ Bali là cái chữ beta. Sở dĩ mà cái chúng sinh này á mà các vị luận sư họ dịch là chữ ngạ đó là phần là hầu hết về những cái chúng sinh này á, sao luôn luôn á, là sống trong cái cảnh đói khát. Và nói về cái khổ của loài ngạ quỷ này á, là nó có hai trường hợp. Thứ nhất á, là những cái chúng sinh từ ở địa ngục mà cái quả dư sót còn lại đó, chúng sinh nó sinh làm ngạ quỷ. Cái thứ hai là những một số sinh loài ở cái cảnh giới cao hơn do vì một số ác nghiệp nào đó mà chưa đủ để sanh vào địa ngục thì chúng sinh đó sanh làm cái ngạ quỷ. Và cái loại ngạ quỷ này thì cũng rất là nhiều cái hạng ngạ quỷ. Và những cái hạng mà trong kinh kể nó là đơn cử những cái trường hợp liên quan. Chứ còn cái loại ngạ quỷ này đó là chúng ta chỉ hiểu rằng đó là một cái chúng sinh mà đang phải chịu thống khổ do cái quả ác ở trong cái đời quá khứ. Và tùy theo mỗi cái ác nghiệp như vậy đó mà trong cái quả dư sót còn lại đó thì mỗi cái loài ngạ quỷ này nó có chịu nặng nhất một cái quả khác nhau. Chẳng hạn giống như là có loài ngạ quỷ đó lúc nào là cái thân thể của nó đều rát bỏng, nó giống như là bị lửa thiêu. Rồi có những cái loại ngạ quỷ đó lúc nào là nó cũng khát, nó phải chịu khát cùng cực. Rồi có những cái loại ngạ quỷ đó, thì lúc nào nó cũng chịu đói cùng cực. Rồi có những cái loại ngạ quỷ đó, thì lúc nào là cái thân thể của nó phải chịu, nó bị phải chịu đau đớn do vì cái thân thể sinh lý cũng giống như là ở trong kinh diễn đạt giống như có loài những ngày loài ngạ quỷ đó mà lúc nào nó cũng đau đớn giống như là bị cái kim châm lầy mình hết. Rất rất là nhiều cái loài ngạ quỷ. Và có những cái loài ngạ quỷ đó là nó khổ là do vì bị chúng sinh khác hành, vì những cái loài ngạ quỷ khác hành hạ. Rồi có những cái loài ngạ quỷ nó khổ là do vì tự nó hành hạ với nhau. Thì cũng trở lại đó, thì do vì những cái loài này đó chúng ta không thấy được, thì chúng ta lấy cái loài nhẹ hơn một chút, đó là cái loài cầm thú, cái loài bàn sinh mà chúng ta có thể quan sát đó, thì nó có những cái loài thú đó, là nó phải sống ở trong một cái cảnh rất là khổ. Chẳng hạn giống như là ở trong đồng loại với nhau thôi, mà hễ mà nó gặp nhau đó là nó phải cắn nhau. Dạ, tự nó phải làm khổ với nhau. Ở trong kinh đơn cử một vài trường hợp, chẳng hạn giống như là một số chúng sinh ấy, mà do vì khi mà mang thân nhân loại đó thì chúng ta thường lấy cái việc mà hành hạ của chúng sinh khác, lấy cái khổ của chúng sinh khác làm niềm vui. Giống như là một số
một số đứa trẻ thì thích là chơi những cái trò chơi mà như là đá gà, đá cá vân vân, tức là chúng ta thấy cái cảnh tượng của chúng những cái chúng sinh khác mà họ đánh đập với nhau, họ đau khổ, lấy đó làm niềm vui. Thì có những cái ác nghiệp mà đôi khi chúng ta tưởng rằng đó là những cái ác nghiệp nhẹ thôi, nhưng mà thật ra thì cái quả nó không có nhẹ. Thì những cái loài ngạ quỷ nó, tóm lại đó là những cái loài mà một số sinh, một số thì từ địa ngục cái quả dư sót còn lại sanh lên làm cái loài ngạ quỷ, một số thì do vì những cái ác nghiệp của chúng sinh ở các cái cõi khác á, họ tạo nhưng mà chưa có đủ nặng để sanh vào địa ngục á, thì họ sanh làm loài ngạ quỷ. Trong kinh có kể lại có chuyện đó là có một lần các vị tỳ kheo đi ngang một cái bờ sông, mà những vị này đều là những vị chứng thiền định hết, do bị bằng cái thiên nhãn này thấy có một con quỷ nó đang đứng ở, nó đang đứng ở trên bờ sông mà nó nhìn chầm chầm xuống dưới dòng sông như vậy với một cái vẻ mặt rất là đau đớn khó chịu. Thì các vị này mới hỏi rằng là lý do tại sao ngươi có một cái vẻ đau khổ như vậy. Thì con ngạ quỷ này nó mới bạch rằng là nó quá khác. Và các vị thắc mắc rằng là tại sao mà dùng sông đầy nước như thế này mà lại là ngươi khác. Thì con ngạ quỷ đó nó nói là bạch ngài, tôi hoàn toàn tôi không có thấy nước nào hết, mà tôi chỉ nghe cái tiếng nước chảy thôi. Thì các vị này biết rằng là do vì cái ác nghiệp của cái loài ngạ quỷ này, cho nên là các ngài bằng cái khả năng của mình đó là múc nước để cho nó uống, nhưng mà nó cũng không uống được, là lý do là do vì cái ác nghiệp của nó, cho nên nó tạo ra một cái thân sinh lý, nó phải hành hạ cái con ngạ quỷ này bằng cái cảm giác đó. Và do vì cái ác nghiệp của nó luôn luôn là nó bị khác, nhưng mà cái cấu tạo sinh lý cho nó là nó không có thể nó uống được. Thì khi đó trong kinh diễn đạt rằng là cái con ngạ quỷ nó mang một cái thân thể rất là to lớn, nhưng mà cái miệng của nó nhỏ như là một cái kim vậy đó. Do đó cái vị tỳ kheo có cho nước nó uống thì nó cũng không có thấm vào đâu hết, là bởi vì nó không có uống được. Thì tóm lại cái loài ngạ quỷ đó, tức là cái loài mà so với chúng sinh ở trong địa ngục đó, thì nó đỡ khổ hơn chúng sinh ở trong địa ngục. Nó đỡ khổ về hai phương diện. Thứ nhất là về cái thân thể sinh lý thì nó không có bị luôn luôn là thống khổ, khổ một cách thống thiết liên tục giống như là ở chúng sinh địa ngục. Thứ hai là cái về cái phương diện nhận thức á, thì cái loài ngạ quỷ nó có một cái nhận thức tốt hơn là chúng sinh ở trong cái địa ngục. Chúng sinh ở địa ngục á, thì hoàn toàn sinh ra nó là chỉ có chịu khổ thôi, chứ nó không có nhận thức rõ rệt. Nhưng mà cái loài ngạ quỷ đó thì một số cái sinh loài thậm chí nó có khả năng nó nhận thức được đây là cái ác nghiệp. Tuy vậy đó thì cái loài này á, trong 12 hạng chúng sinh, trong 12 hạng người á, thì loài ngạ quỷ này cũng là cái kết quả của, cũng là hạng người khổ, chỉ có hạng người khổ sanh là trong cái cõi khổ, trong cái cõi ngạ quỷ thôi. Rồi hạng thứ ba là cái hạng bàn sinh. Cái hạng bàn á, bàn sinh nó từ cái chữ Pali là tira chan á, chữ tira là ngang, chữ bàn trong chữ Hán cũng có nghĩa là ngang. Là chúng sinh này á, là hay nói một cách thông thường á, chúng ta gọi là cái loài thú, cái loài cầm thú nói chung. Thật ra thì ở trong chữ Hán người ta có phân biệt cầm á, tức là cái loài chim, còn thú á, tức là những cái loài còn những cái thú còn lại chẳng hạn như bốn chân vân vân. Nhưng mà ở đây chúng ta nói cái loài cầm thú là chỉ chung cho những cái loài mà được định nghĩa rằng là cái loài đó, loài này đó, về cái thân sinh lý của nó đó, là cái đầu và cái mình của nó là nó ngang. Ví dụ giống như là chúng ta thấy là loài chó, loài mèo thì cái phần đầu và cái phần đuôi của nó ngang nhau, nó khác với chúng sinh loài người đó, là cái đầu trên, cái chân ở dưới. Còn những cái chúng sinh mà bàn sinh đó, là cái đặc điểm thân sinh lý của nó là đầu đuôi nó ngang nhau, cho nên gọi là bàn tức là ngang. Thì cái loài bàn sinh này á,
Thì so với hai cái những cái loài kia đó, thì cái loài bàn sinh đó là thỉnh thoảng về cái phương diện thân sinh lý của cái loài bàn sinh đó, thì nó cũng nó đỡ khổ hơn. Tức là chẳng hạn giống như là chúng ta thấy rằng là con chó, con mèo ở, nằm ở nhà thì thỉnh thoảng chúng ta thấy rằng là nó vẫn khỏe mạnh, nó vẫn vui đùa. Chứ không phải là thân thể nó luôn luôn nó bị hành hạ đau đớn. Nhưng mà khi mà trước hết là về sinh vào cái loài cầm thú này á, là căn bản á, là nó là một chúng sinh khổ. Nó khổ nhiều cái phương diện lắm. Mặc dù chúng ta thấy rằng là con thú, có những con thú nó rất là đẹp. Và có những con thú thì được chủ rất là cưng, ăn sung mặc sướng, đôi khi thấy bị còn hơn con người nữa. Nhưng mà thật ra đó là nó khổ, nó phải giống như là chúng ta nghĩ. À, ví dụ chẳng hạn giống như là có những người họ nuôi những con thú cưng như là con chó, con mèo, họ cho nó mặc áo đẹp, họ cho nó ăn ngon. Nhưng mà do vì cái ác nghiệp của cái loài đó đó, cho nên khi mà chúng ta mặc áo cho nó đó, thì nó không có cảm thấy nó hạnh phúc, mà đôi khi nó khó chịu vì cái thân sinh lý của nó để tự nhiên thì nó thấy nó thoải mái hơn thì chúng ta mặc nó gò bó giống như là con người. Còn cái thức ăn mà chúng ta cho nó đó, thì đôi khi những cái thức ăn đó nó, chúng ta cũng không biết rằng là nó ăn nó có thích hay không, bởi vì căn bản là nó đói quá, mình không nuôi nó thì nó không có gì để ăn, thì nó ăn thôi, chứ nó không phải là những cái món ăn mình vốn thấy ngon. Mà con chó, con mèo nó đều có, nó cũng đều xem ngon giống như, nó đều thưởng thức giống như loài người của chúng ta. Rồi ở trong kinh nói rằng là khi mà sanh làm cái loài bàn sinh này á, nó có rất rất là nhiều cái vấn đề, nó khổ lắm. Chẳng hạn giống như là chúng ta biết ngày hôm nay các nhà động vật học, các nhà sinh vật học đôi khi họ đi sâu vào trong các cái khu rừng ở châu Phi vân vân á, thì họ mới, họ tìm cách họ cứu những cái loài mà nó sắp tuyệt tuyệt chủng, giống như là loài tê giác hay loài sư tử vân vân. Thì khi mà một chúng sinh mà sinh vào cái loài bạn sinh á, thứ nhất về cái phương diện sinh lý của nó là rất là hạn chế. Ví dụ giống như là loài trâu, thì mặc dù nó có một cái thân thể to lớn khỏe mạnh như vậy đó, nhưng mà tứ chi của nó không có được linh hoạt, bốn chân của nó thì chỉ dành để đi với đứng thôi, chứ nó không có cái chân của nó không có thể cầm những cái món đồ này món đồ kia, hay thậm chí nó không có thể dùng đó để là tự vệ. Chẳng hạn giống như là trâu rừng mà nó gặp sư tử, mà khi mà sư tử ngoạm cổ nó rồi đó, thì nó chỉ biết đứng đó nó chịu đựng thôi, chứ nó hoàn toàn nó không có thể làm gì được hết. Là bởi vì cái thân sinh lý, do vì cái ác nghiệp nó cấu tạo cho nên cái thân sinh lý đó nó không có được cái linh hoạt giống như là những chúng sinh có phước. Đời người của chúng ta đó thì thí dụ như là mình bị đau đớn ở đâu đó, thì mình còn có thể mình dùng tay hay bằng cái phương pháp này bằng cái phương pháp kia mà chúng ta xoa dịu cái cơn đau. Còn giống như là loài thú như là loài trâu bò trong chúng ta nuôi gia súc trong nhà đó, thì những nơi mà mũi mồng nó cắn đó, thì con trâu bò nó không có thể nào mà nó có thể nó dùng cái chân của nó mà nó có thể nó tùi mũi giống như là cái hai cái tay của con người hết. Là bởi vì nó là cái hạn chế do vì cái ác nghiệp của nó. Rồi trong cái sinh loài đó thì loài người của chúng ta đôi khi mình bị những cái bệnh như là bị đau răng vân vân, mình còn có cái phương pháp mình trị liệu. Còn các cái loài bàn sinh chẳng hạn giống như loài voi vân vân, mà nếu mà nó dẫm đạp những cái loại gai nhọn vân vân thì đôi khi nó phải mang cái sự đau đớn đó là trong một cái thời gian dài, thậm chí là cả đời. Rồi con người của chúng ta thỉnh thoảng mình bị cái bệnh này bệnh kia, mình còn có những cái phương pháp mình trị liệu. Còn loài thú thì cái khả năng trị bệnh của nó là rất là hạn chế, ngoài một số việc bản năng, còn không thì nó phải chịu đựng cái điều đó cả đời. Và chưa kể nó là do vì cái nhận thức của loài cầm thú nó rất là hạn chế, do vì cái tâm thái tục của nó cũng chính là cái tâm quan sát quả bất thiện, cho nên nó là loài cầm thú không dễ dàng, vì nó có đủ cái trí tuệ để nhận biết đâu là thiện đâu là ác, trừ một vài trường hợp đặc biệt, đó là trường hợp của một số chúng sinh hữu phúc như là vị Bồ Tát. Nhưng mà do vì một trong những cái ác nghiệp đó có các ngày rơi vào cái loài bàn sinh, thì các thì trong những cái trường hợp đó thì là một số cái mặc dù là sanh làm cái loài bàn sinh thì ngài vẫn còn có thể ngài phân biệt được cái thiện cái ác, còn phần lớn thì tất cả những cái loài bàn sinh đó thì nó không có cái khả năng đó. Tức là cũng như là chúng ta huấn luyện thú làm xiếc hay là dạy thú trong nhà, thì chúng ta chỉ dạy nó những cái trường hợp, những cái
những cái nhận thức rất là tầm thường thôi, chứ chúng ta cũng khó dễ, không có dễ dàng nào mà chúng ta dạy cho nó biết đâu là thiện đâu là ác, không có dễ dàng như vậy, bởi vì cái trí tuệ nó không có. À, chúng ta học hơi trễ giờ chút xíu đi, cho hết bốn cái người khổ này. Rồi đó là rồi bằng sinh nó đi, chúng ta chỉ là đơn cử thôi, chứ còn mà nói về cái khổ thì là vô số cái khổ khi mà sinh vào cái sinh loài này. Và cái loại người thứ tư tức là gọi là Atula. Cái loại Atula này á, so với ba cái hạng khổ đầu tiên là địa ngục, ngạ quỷ, bằng sinh á, thì loại Atula nó thì có khá hơn một chút. Nhưng mà cái loại Atula này đó, nó có một cái khổ đặc biệt, đó là một chúng sinh, đó là sinh ra là khổ tâm, tức là luôn luôn nó sống ở trong một cái tâm trạng là nó không có được an lạc. Chúng ta ví dụ giống như là có một số cái loài cầm thú đó, thì lúc nào nó cũng dữ hết, tức là nó sẵn sàng là nó sẵn sàng là nó xung đột, nó sẵn sàng nó ở trong cái tư thế là nó chống trả hay là nó làm cái hành động nào đó. Rồi người của chúng ta cũng vậy đó. Có những người đó là luôn luôn sống ở một cái trong cái tâm trạng mà họ rất là hung bạo, không có nghĩ đến cách hại chúng sinh này thì cũng nghĩ đến cách hại chúng sinh khác, rồi nếu mà không có nghĩ được cách hại đó thì cũng cột oan trái, vân vân. Thì có những người ở trong một cái thời gian dài như vậy đó, họ sống ở trong một cái tâm trạng mà nó không có an lạc, thì cái mức độ đó nó nhân lên được nhiều lần như thế nào đó, thì đó là chính cái loài gọi là loài Atula mà chúng ta vốn gọi là loài ma quỷ. Thì có lẽ là bữa học sau thì chúng ta sẽ nói rõ hơn cái loài này. Thì cụ thể nó về cái tâm tái tục thì cái loài Atula này cũng giống như ba cái hạng chúng sanh đầu tiên là địa ngục, ngạ quỷ và bàn sinh. Thì chúng loài Atula này đó là cũng loại tục sinh bằng cái tâm quan sát, họ xả quả và bất thiện. Và cái thứ hai là cái đời sống do vì tục sinh bằng cái tâm thọ xả quả bất thiện, cho nên về mọi phương diện hưởng thụ về sắc, thinh, khí, vị, xúc thì cũng là cho chúng sinh khổ. Hay nói cách khác á, là với cái loài này á, khi mà nó nhìn cái cảnh sắc á, thì cái cảnh đó thì cũng làm cho nó bực, nó cũng sân hận. Rồi khi mà nó nghe tiếng gì đó thì cái tiếng đó nó cũng không có làm cho nó được an lạc. Rồi tương tự đối với các cái cảnh trần mà nó nhận thức á, thì luôn luôn là nó bực dọc. Nó cũng tương tự giống như một người cái tánh tình nóng nảy, họ thấy cái gì á, thì họ cũng nổi giận, họ nghe cái gì đó, thì họ cũng bất bình, và họ ăn cái gì đó thì họ cũng cảm thấy là nó khó chịu, là do vì họ sống bằng cái tâm như vậy. Thì cái loài Atula đó thì nói về cái phương diện mà khổ thân giống như ba cái loài kia đó thì nó có đỡ hơn, nhưng mà cái đời sống của nó luôn luôn nó sống ở trong cái khổ, tức là ở trong một cái cảnh tượng nào á, thì không nhìn nó cũng nó nhìn ra cái nó cũng nhìn ra cái chiều xấu hết. À, ví dụ giống như là ở trong cái sinh hoạt đời sống hàng ngày của chúng ta, có những người á, mà đôi khi chúng ta thấy họ tự làm khổ họ, tức là trong cái quan hệ bạn bè xung quanh á, ai làm gì á, họ luôn luôn họ nghĩ rằng là người đó là đang nói xấu họ, đang làm hại họ, luôn luôn họ dễ dàng họ có cái tâm trạng đó. Thì chúng ta chỉ ví dụ về thôi, còn cái loài Atula nó là cái loài đặc biệt như vậy, thì lúc nào là nó cũng nghĩ rằng là nó sống ở trong một cái cảnh nó sống ở trong cái tâm trạng bất an, tức là đồng loại với nhau hay là nó nhìn chúng sinh khác thì nó nhìn bằng một cái tâm hồn sân hận. Và tất nhiên rằng là với một chúng sinh như vậy đó thì sống không có an lạc, mình giận ai một hai ngàn và đã thấy khổ rồi, huống hồ chi mình giữ cái tâm trạng đó kéo dài cả một cái đời sống. Đó là cái hạng người khổ thứ tư gọi là Atula. Thì bài học ngày hôm nay ấy, là chúng ta học về bốn hạng người khổ này đó thì chỉ có mặt ở trong cái cõi dục giới thôi, còn cõi sắc giới và cõi vô sắc thì không có. Và cõi dục thì chỉ có các cõi thấp, cụ thể đó là chúng sinh ở địa ngục thì nó có cái cảnh giới riêng, nó có cái cõi, có cái không gian riêng. Còn cái loài ngạ quỷ, bàn sinh và Atula đó thì có một cái không gian sống chung với cái cõi người của chúng ta, cũng như là cái cõi tứ đại thiên vương. Thì bài học ngày hôm nay chúng ta tạm thời chúng ta kết thúc ở đây, rồi ở trong buổi sau thì chúng tôi sẽ cố gắng để trình
các cái cõi còn lại. Sở dĩ mà ở trong cái phần người cõi này á, mà tôi phải trình bày tương đối là dài dòng á, là do vì tôi cũng nghĩ rằng là rất mong các vị Phật tử chúng ta học cái diệu pháp á, là để mình học rõ nhất những cái cảnh giới tái sanh, và từ đó mình hiểu rằng là cứ mỗi cái hành động thiện và ác á, nó đều có để lại cái hậu quả, và cái hậu quả như thế nào đó thì cái chúng ta học vô lý giống như là cái bản đồ, và nhờ đó mình có một cái sự dè dặt cần thiết, nhất là mình không có để tạo những cái ác nghiệp, những cái ác nghiệp một cách bừa bãi, mà lẽ ra thì nó cũng không có lợi, nó cũng không có hoàn toàn, nó không có lợi ích gì trong cái đời sống về phương hội phương diện. Thì tôi kết thúc bài học ở đây cũng hơi trễ giờ, thì trong cái vào ngày thứ tư thì chúng ta tiếp tục cái bài học về người cõi này. Xin kính chúc tất cả các vị ăn vui. Dạ, con kính tri ân sư. Con kính tri ân sư buổi học hôm nay. Dạ, tất cả các vị. Dạ.